Các đại Bồ Tát này do trụ đạo thần thông thủ thắng nên thường làm các việc lợi ích cho các hữu tình. Tuy trải qua các cõi sanh tử luân hồi nhưng thần thông thủ thắng vẫn thường không thối giảm do thần thông dị thục không thối giảm nên thường làm việc lợi là ích thù thắng cho mình và người. Như vậy thiện hiện các đại Bồ Tát hành phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa sâu xa, trụ bản tánh không, bằng phương tiện thiện xảo khéo làm lợi lạc cho các loài hữu tình, sớm chứng vô thượng tránh tẳng bồ đề lại nữa thiện hiện khi các đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa thành tựu phương tiện thiện xảo như vậy do lực phương tiện thiện xảo này nên trụ bản tánh không thấy các hữu tình trí tuệ kém mỏng ngu si điên đảo tạo các ác nghiệp đại bồ tát phương tiện dẫn họ nhập vào bát nhã ba la mật đa sâu xa bằng lời dạy như vậy lại đây thiện nam tử, các ông nên tu Bát nhã Ba la mật đa sâu xa, quán bản tánh không tịch của tất cả pháp. Nếu các ông khéo tu tập Bát nhã Ba la mật đa đây, quán bản tánh không tịch của tất cả pháp thì thân ngữ ý nghiệp mà các ông tu hành đều hướng đến cam lồ, được quả cam lồ nhất định lấy cam lồ làm hậu biên. Này các thiện nam, tất cả pháp này đều bản tánh không, trong bản tánh không hữu tình và pháp tuy chẳng thể đắc được, nhưng việc tu hành không có thối mất. Vì sao vậy? Này thiện nam tử, vì lý bản tánh không chẳng tăng chẳng giảm. Trong bản tánh không, Pháp cũng không tăng không giảm. Vì sao vậy? Vì lý bản tánh không lấy vô tánh làm tánh, để các sự phân biệt tuyệt dứt các hí luận. Nên ở trong đây Pháp không tăng giảm. Do đây việc làm cũng không thối mất, vì vậy các ông phải nên tu tập bát nhã ba la mật đa, quán bản tánh không, làm việc nên làm. Như vậy thiện hiện các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, phương tiện khéo léo dạy bảo, trao truyền cho các hữu tình, khiến cho nhập vào bát nhã ba la mật đa, trụ bản tánh không tu các nghiệp thiện. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy dạy bảo trao truyền cho các hữu tình như vậy, thường không biếm nhác phế bỏ, nghĩa là tự mình thường hành mười thiện nghiệp đạo cũng khuyên người khác thường hành mười thiện nghiệp đạo, tự mình thường thọ trì năm giới cận sự cũng khuyên người khác thường thọ trì năm giới cận sự, tự mình thường thọ trì tám giới cận trụ, cũng khuyên người khác thọ trì tám giới cận trụ, tự mình thường thọ trì giới xuất gia, cũng khuyên người khác thường thọ trì giới xuất gia, tự mình thường tu hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng khuyên người khác thường tu hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tự mình thường tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo cũng khuyên người khác thường tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, tự mình thường tu giải thoát môn không vô tướng vô nguyện, cũng khuyên người khác thường tu giải thoát môn không vô tướng vô nguyện tự mình thường tu hành bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa cũng khuyên người khác thường tu hành bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa tự mình thường trụ nội không cho đến vô tính tự tính không cũng khuyên người khác thường trụ nội không cho đến vô tính tự tính không tự mình thường an trụ chân như cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn cũng khuyên người khác thường an trụ chân như cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn. Tự mình thường an trụ thành đế khổ tập diệt đạo, cũng khuyên người khác thường an trụ thành đế khổ tập diệt đạo. Tự mình thường tu hành tám giải thoát, cho đến 10 biến xứ cũng khuyên người khác thường tu hành tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, tự mình thường tu hành các địa bồ tát cũng khuyên người khác thường tu hành các địa bồ tát, tự mình thường tu hành tất cả môn đà la ni, môn tam ma địa cũng khuyên người khác thường tu hành tất cả môn đà la ni, môn tam ma địa, tự mình thường tu học năm loại mắt sáu thần thông cũng khuyên người khác thường tu học năm loại mắt sáu thần thông tự mình thường tu học mười lực như lai cho đến mười tám pháp phật bất cộng cũng khuyên người khác thường tu học mười lực như lai cho đến mười tám pháp phật bất cộng tự mình thường tu học ba mươi hai tướng đại sĩ tám mươi vẻ đẹp cũng khuyên người khác thường tu học ba mươi hai tướng đại sĩ tám mươi vẻ đẹp tự mình thường tu học pháp không quên mất tánh luôn luôn xả cũng khuyên người khác thường tu học pháp không quên mất tánh luôn luôn xả tự mình thường tu học trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng khuyên người khác thường tu học trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng tự mình thường phát khởi trí quả dự lưu cho đến trí độc giác bồ đề cũng khuyên người khác thường phát khởi trí quả dự lưu cho đến trí độc giác bồ đề hoặc khiến cho trụ quả dự lưu cho đến trụ độc giác bồ đề tự mình thường phát khởi các hạnh đại bồ tát cũng khuyên người khác thường phát khởi các hạnh đại bồ tát tự mình thường phát khởi đạo vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật cũng khuyên người khác thường phát khởi đạo vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật như vậy thiện hiện khi các đại bồ tát hành phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa sâu xa tự tu nghiệp thiện thường không biếng nhác phế bỏ dạy bảo chuyển trao cho các loài hữu tình khiến cho cũng tu nghiệp thiện thường không biếng nhác phế bỏ này thiện hiện đó gọi là các đại bồ tát khi hành phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa do được phương tiện thiện xảo này nên an lập hữu tình ở trong thật tế mà chẳng hoại tướng thật tế bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Đức Thế tôn, nếu tất cả pháp đều bản tánh không, thì trong bản tánh không này hữu tình và pháp đều chẳng thể nắm bắt được, do ở trong đây không có phi pháp. Vậy tại sao Đại Bồ Tát vì loài hữu tình mà cầu chứng Đắc vô thượng chánh đẳng bồ đề, muốn thường làm lợi ích cho đến tận đời vị lai? Phật bảo thiện hiện đúng vậy đúng vậy đúng như lời ông nói tất cả các pháp đều bản tánh không trong bản tánh không hữu tình và pháp đều chẳng thể nắm bắt được do ở trong đây không có phi pháp thiện hiện nên biết nếu tất cả Pháp chẳng phải bản tánh không, thì khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng nên an trụ lý bản tánh không, cầu chứng vô thượng tránh đẳng bồ đề làm lợi ích hữu tình nói Pháp bản tánh không. Vì tất cả Pháp đều bản tánh không, cho nên khi đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa trụ lý bản tánh không của tất cả Pháp, cầu chứng vô thượng tránh đẳng bồ đề làm lợi ích hữu tình mà nói Pháp bản tánh không này thiện hiện những pháp nào bản tánh đều không, mà khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, như thật liễu tri bản tánh không rồi, trụ bản tánh không vì người nói pháp. Này thiện hiện sắc cho đến thức bản tánh đều không, nhãn xứ cho đến ý xứ bản tánh đều không, sắc xứ cho đến pháp xứ bản tánh đều không, nhãn giới cho đến ý giới bản tánh đều không, sắc giới cho đến pháp giới bản tánh đều không, nhãn thức giới cho đến ý thức giới bản tánh đều không, tánh đều không nhãn xúc cho đến ý xúc bản tánh đều không nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ bản tánh đều không địa giới cho đến thức giới bản tánh đều không nhân duyên cho đến tăng thượng duyên bản tánh đều không các pháp tử duyên sanh ra bản tánh đều không vô minh cho đến lão tử bản tánh đều không bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa bản tánh đều không bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc bản tánh đều không bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo bản tánh đều không giải thoát môn không vô tướng vô nguyện bản tánh đều không nội không cho đến vô tính tự tính không không, bản tánh đều không, chân như cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, bản tánh đều không, thánh đế khổ tập diệt đạo, bản tánh đều không, tám giải thoát cho đến mười biến xứ, bản tánh đều không. Tịnh quán địa cho đến như lai địa bản tánh đều không, cực hỷ địa cho đến pháp vân địa bản tánh đều không, tất cả môn đà la ni, môn ta ma địa bản tánh đều không, năm loại mắt, sáu thần thông bản tánh đều không, mười lực như lai cho đến mười tám pháp Phật bất cộng bản tánh đều không, ba mươi hai tướng đại sĩ, tám mươi vẻ đẹp bản tánh đều không, pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả bản tánh đều không, trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng bản tánh đều không quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề bản tánh đều không tất cả hạnh đại bồ tát bản tánh đều không vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật bản tánh đều không sự đoạn trừ vĩnh viễn tất cả phiền não tập khí tương tục bản tánh đều không khi các đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như thật liễu tri các uẩn sắc cho đến dứt hẳn các phiền não tập khí tương tục bản tánh không rồi liền trụ bản tánh không vì các hữu tình mà tuyên thuyết pháp bản tánh không như vậy lại nữa thiện hiện nếu tánh nội không, bản tánh chẳng không, hoặc tánh ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán vô tán không, bản tánh không, tự cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tính không, vô tính tự tính không, bản tánh cũng chẳng không. Thì khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng nên vì các hữu tình mà nói tất cả pháp bản tánh đều không. Nếu nói như vậy là hoại bản tánh không, nhưng lý bản tánh không chẳng thể hoại, chẳng phải thường cũng chẳng phải đoạn. Vì sao vậy? Vì lý bản tánh không vô phương vô xứ không từ đâu đến cũng không đi về đâu. Lý không như vậy cũng gọi là pháp trụ. Trong ấy không có pháp, không tụ, không tán, không giảm, không tăng, không sanh, không diệt, không sạch, không dơ. Tất cả pháp ấy vốn trụ tánh như vậy. Các đại Bồ Tát an trụ trong ấy cầu chứng vô thượng tránh đẳng Bồ Đề, nhưng không thấy có pháp có chỗ mong cầu hướng đến, vì tất cả pháp đều không có chỗ trụ, nên gọi là trụ pháp. Các đại Bồ Tát an trụ trong ấy, hành bát nhã ba la mà đa sâu xa, thấy bản tánh không của tất cả pháp rồi, nhất định đối với vô thượng chánh đẳng Bồ đề được bất thối chuyển. Vì sao vậy? vì các đại bồ tát này không thấy có pháp hay làm chứa ngại, vì thấy tất cả pháp không có chứa ngại, nên đối với vô thượng tránh đẳng bồ đề không sanh nghi ngờ mà được bất thối chuyển. lại nữa thiện hiện các đại bồ tát trụ trong bản tánh không của tất cả pháp quán bản tánh không đều không có chỗ đắc nghĩa là ngã hữu tình dòng sanh mạng người sanh sự dưỡng dục sĩ phu bổ đặc giả la ý sanh thanh niên người làm người thọ người biết người thấy tất cả đều chẳng thể đắc sắc cho đến thức cũng chẳng thể đắc nhãn xứ cho đến ý xứ cũng chẳng thể đắc sắc xứ cho đến pháp xứ cũng chẳng thể đắc nhãn giới cho đến ý giới cũng chẳng thể đắc sắc giới cho đến pháp giới cũng chẳng thể đắc nhãn thức giới cho đến ý thức giới cũng chẳng thể đắc nhãn xúc cho đến ý xúc cũng chẳng thể đắc nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng chẳng thể đắc địa giới cho đến thức giới cũng chẳng thể đắc, nhân duyên cho đến tăng thượng duyên cũng chẳng thể đắc, các pháp tử duyên sanh ra cũng chẳng thể đắc, vô minh cho đến lão tử cũng chẳng thể đắc, bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa cũng chẳng thể đắc. Nội không cho đến vô tính tự tính không cũng chẳng thể đắc, chân như cho đến cảnh giới, chẳng thể nghĩ bàn cũng chẳng thể đắc thánh đế khổ tập diệt đạo cũng chẳng thể đắc bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo cũng chẳng thể đắc bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc cũng chẳng thể đắc tám giải thoát cho đến mười biến xứ cũng chẳng thể đắc giải thoát môn không vô tướng vô nguyện cũng chẳng thể đắc tịnh quán địa cho đến như lai địa cũng chẳng thể đắc cực hỷ địa cho đến pháp vân địa cũng chẳng thể đắc tất cả môn đà la ni môn tam ma địa cũng chẳng thể đắc năm loại mắt sáu thần thông cũng chẳng thể đắc mười lực như lai cho đến mười tám pháp phật bất cộng cũng chẳng thể đắc pháp không quên mất tánh luôn luôn xả cũng chẳng thể đắc trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng chẳng thể đắc quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề cũng chẳng thể đắc tất cả hạnh đại bồ tát cũng chẳng thể đắc vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật cũng chẳng thể đắc Thiện pháp ác cũng chẳng thể đắc, pháp hữu ký pháp vô ký cũng chẳng thể đắc, pháp hữu lậu pháp vô lậu cũng chẳng thể đắc, pháp thế gian pháp xuất thế gian cũng chẳng thể đắc, pháp hữu vi pháp vô vi cũng chẳng thể đắc, 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp cũng chẳng thể đắc. Hết quyển thứ 473.